Sao lại đi cửa này? Dạ em đi cái... Ô, hóa ra đấy là cái cửa sau ạ. Thế mà to quá em lại không nhận ra. Dạ, năm mới là em chúc sếp nhiều sức khỏe. Nếu có chức lẻ thì sếp cho em. Cảm ơn cậu. Năm mới mình cũng chúc cậu và gia đình sức khỏe. Lộc đẻ đầu năm, ngựa kéo vào nhà, cửa sau thì khóa. Dạ, ngựa mà kéo lộc vào nhà thì tất cả phải nhờ sếp. Thế ngồi ngồi đi. Dạ. Có món gì đấy? Dạ, lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ạ. Dạ. Cái gì mà nặng thế ạ? Dạ, báo cáo sếp là tặng sếp món quà đầu năm. Chữ này là chữ tâm mà. Chữ tâm à? Dạ vâng. Nhưng mà này, cái cậu nghĩ thế nào mà cậu lại tặng tôi chữ tâm hả? Dạ, em biết sếp rất thích cái vần âm. Dạ, thích uống rượu ngâm này. Đúng. Vợ sếp tên gì? Sâm. Đấy, tặng chữ tâm cho nó đủ bộ. Thưa sếp, để lấy được chữ tâm này, em đã phải vượt qua hàng nghìn ngọn núi. Ôi, có thật. Qua bao con mương. Ôi, có thật ngã. Trời ơi, em đánh nhau biết bao nhiêu với quái thú. Sau đó, em vượt qua một rừng mai. Gọi ngàn cuộc điện thoại, liên hệ mãi mới được cái pháp sư người Mông nhá. Lấy được chữ tâm này về đây cho sếp đấy ạ. Ôi trời ơi, vất vả lắm rồi. Ê, vất vả đấy, ngồi nghỉ đi nhá. Dạ. Công nhận chữ tâm này đẹp thật đấy. Dạ. Mới để đấy anh tự bê vào, nhà sếp anh đây rồi nhá. Ôi chết. Thằng tí con ông Đại Khê Thủy à? Đúng rồi. Nó đấy. Sếp đuổi nó về đi. Thôi chả mấy khi ba anh em mình cùng gặp nhau ở đây. Để anh lấy chai rượu rồi ba anh em mình đón xuân. Nhưng mà nó là mệnh hỏa, em mệnh thủy không hợp nhau. Thế hay là chú lánh mặt đi để anh tiếp nó nhé. Khổ quá, thôi được rồi. Ấy đấy là đường ra, khổ quá. Khổ quá, dạ nhiều cửa nó khổ thế. Dạ anh chào sếp ạ. Sếp ạ. Tí đấy à? Ôi lỗi. Dạ báo cáo sếp là năm mới em chúc sếp là vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và khôn trong lý tưởng. Thế năm mới thì thay mặt gia đình và chúc cậu và toàn thể gia đình là sức khỏe hạnh phúc và năm nay là cố gắng kiếm làm cu. Em có món quà này tặng sếp. Ui dồi, đây. Ui, lại nặng thế ạ. Đây, ra báo cáo sếp là đây là chữ phúc ạ. Chữ phúc à? Vâng, em tặng sếp ạ. Này cậu nghĩ thế nào mà cậu lại tặng tôi chữ phúc là sao? Em đã phải đăng băng qua biết bao nhiêu là con bèo, băng qua biết bao nhiêu là con suối, vượt qua một rừng đào để em tìm gặp được một lão phù thủy người Tày, nhờ lão ý thưởng cho em riêng cái chữ phúc này đấy. Nhưng mà này công nhận nhé, hai cậu tặng rất là tâm đầu ý hợp này. Chữ tâm này, chữ phúc này. Đấy, thế năm nay nhà tớ là đầy tâm và phúc luôn. Thằng nào tặng thế xin. Miu. Thằng Miu, con đâu cả mẹo. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, sếp ơi, cái thằng này là không đùa được với nó đâu. Cái thằng này ở công ty mình ấy là nó nổi tiếng là cái thằng lươn lẹo đấy. Cậu thì không nên nghĩ bạn mình xấu như thế. Tôi thấy cậu Miu là người tốt đấy chứ. Đây, sếp ngồi xuống đây. Em phân tích cho sếp cái chữ tâm này nhá. Này, nó sở dĩ nó tặng sếp cái chữ tâm này này. Có phải là cái lúc mà nó tặng ấy, nó hỏi sếp là em biết anh rất thích vần âm, đúng không? Đúng rồi, đấy, đúng. Như thế nó bảo sếp là thằng hâm, mà làm ăn thì suốt ngày âm. Này, cậu nói như thế là quá lời rồi nhé. Sếp ơi, ý của em ý là mới chỉ là phiên phiến thôi. Còn như ý đồ sâu xa của nó ấy là nó muốn nói là sếp làm là cái loại mà khẩu Phật tâm xa. Này, mày dám bảo tao là khẩu Phật tâm xa? Này, thằng tí con này ông cậy. Lui ra, bây giờ làm sao? Nhá. Mày đi ra, tí đi ra, mày đi ra chỗ khác chơi. Làm sao? Bây giờ muốn cái gì? Sao mày dám xúc phạm, lăng mạ cái chữ tâm của tao? Không phải à? Thế bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn chơi kiểu gì? Hai cậu đây là cái chợ hay sao mà đến đây cãi nhau hả? Chết, dạ vâng, quên mất. Dạ vâng, em xin lỗi anh. Dạ, báo cáo anh ạ. Dạ, anh hết sức bình tĩnh nghe em được trình bày ạ. Dạ, cái chữ tâm của em nó là cái chữ mà đẹp nhất. Tâm hồn là cửa sổ tâm hồn. Dạ, thằng này lui ra. Dạ, thưa anh, cái chữ phúc này nó mang đến cái ý nghĩa gì? Con rồng này tượng trưng cho sếp. Đúng rồi. Con phượng này không phải chị nhà mà là bồ của sếp. Con phượng rúc đầu vào con rồng có nghĩa là bảo sếp chín chuột rồi. Mày ơi, mày đừng có suy phục ta ra của người nhá. Tao nói cho mày biết nha, mày tặng sếp cái chữ tâm này này, ý mày nó là sếp dâm đúng không? Này, mày tao nói sếp cứ để yên. Này nhá, tao nói dâm ơi à, dâm ơi à.
tao đã rất nhiều lần tận mắt chứng kiến nhá, là sếp ở công ty mình ấy suốt ngày sờ đùi em Trang thư ký. Thế nhưng mà tôi giả sếp bình tĩnh, cứ để em nói, em chỉ vậy đã đấy nhá. Thậm chí nhá, có một cái lần mà tao tận mắt chứng kiến là sếp đèo em ấy từ trong cái nhà làm việc đi ra ấy, tao rất thèm nhưng mà tao không nói câu nào đâu. Là cái nhà ngủ đúng không? Đúng rồi. Mày đừng có hoạt động mà sếp. Trời ơi, đứa nào ngã đây? Chị, mày ngã. Chào chị hả? Bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ ông mới lòi cái đuôi mặt chuột của ông ra nhá. Những điều mà hai đứa chúng nó vừa nói có đúng là sự thật hay không? Đúng hay không? Mà ông câm, để tôi hỏi hai đứa chúng nó. Thế bây giờ hai đứa chúng mày vừa nói có đúng là sự thật hay không? Đúng. Ôi trời, tặng anh tâm phúc để anh tan cửa nát nhà như thế này à? Tôi nghỉ tiếp đi em ơi. Chúc mừng khán giả đã chúc mọi người vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và khôn trong lý tưởng. Chúc ông bà một năm như ý, chúc cô chú một năm an khang, chúc anh chị một năm tài lộc. Chúc quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, lộc đẻ đầu năm, ngựa kéo vào nhà hoặc cửa sau thì khóa. Đấy. Chúc mừng năm mới. Vậy thì chúc mừng năm mới. Ngọc Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của người Việt. Đi kèm với các tập tục trong Tết Nguyên Đán có tập tục tặng quà. Phong tục tặng quà đã trở thành một phong tục không thể thiếu cứ mỗi dịp xuân sang. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế, phong tục tặng quà ngày nay đôi khi lại bị biến tướng, trở thành cơ hội cho những người vụ lợi dựa vào việc biếu quà để thực hiện mục đích riêng. Hai anh chàng trong tiểu phẩm mà quý vị và các bạn vừa xem là một ví dụ. Cả hai cùng đến tặng quà sếp với mục đích để lấy lòng sếp, hòng được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn. Trong lúc hai anh chàng đôi co nhau để thể hiện tấm lòng của mình đối với sếp thì lại vô tình lộ ra chuyện không đứng đắn của sếp, khiến vợ sếp biết được, gây lục đục cho gia đình của sếp. Dù món quà tặng sếp là một bức tranh có chữ tâm, nhưng rõ ràng chữ tâm trong lòng hai chàng trai và cả ông sếp đó đều đã bị biến tướng. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày Tết, người Việt mình thường dành cho nhau những món quà rất gần gũi thân quen như cặp bánh chưng xanh, bánh tét thơm phức mùi gạo nếp, cây giò lụa hay những cuộn chè lam tự tay làm. Dù chọn quà gì, bạn hãy luôn tặng những món quà bằng tấm lòng chân tình, không vụ lợi. Có như vậy thì món quà Tết mới thực sự mang lại may mắn và niềm vui cho người được tặng. Cuối cùng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số sau. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.